Bạn đang cần tiền ơi thật uy tín để bật lên kênh Google Buy giá rẻ chất lượng thì hãy nhớ qua somoviet.vn của Mobile nha. Hello cho anh em, như đã hứa thì hôm nay Mobile sẽ chơi Amelie nha. Cái con tướng cực kỳ khỏe trong League of Legends từ điểm đầu game. Anh em hoàn toàn có thể một đá một mạng, không thì một đá cũng 2 phần 3 máu khi nổ đam chí mạng. Và khi các bạn bật chiêu cuối lên thì đội trâu bò cứ phải gọi là ông vua lì đòn Amelie. Đánh đê, đuổi đê. Làm sao mà đuổi được. Quá trâu dù bị ba đứa dùng đam sốc đam Zeus, Veda và Van Heen đầu game. Nhưng không đủ để giết mình. Rồi sau đó thì team mình lại quay ra đập team bạn bởi đuổi theo mình nha em ơi. Lợi thế từ việc chúng ta quá trâu ở thời điểm đầu game khi bật chiêu cuối. Chúng ta quá khỏe ở thời điểm giữa game khi mà chúng ta đá chí mạng bay màu tới địch. Và chơi Amelie thì anh em nhớ xài ngọc 16% tỷ lệ chí mạng để có những quả đá hên xui nha. Tất nhiên build đồ anh em hoàn toàn có thể chơi thánh kiếm, bởi Amelie thánh kiếm là phong cách cực kỳ hot. Và đây là vị tướng rất mạnh trong buổi S2 2023. Mọi người nhớ chơi Amelie nha. Tất nhiên anh em hoàn toàn có thể chơi phong cách đồ chuẩn, đồ không cần thánh kiếm cũng được. Nhưng phải có ngọc chí mạng thì anh em mới phát huy được sức mạnh của mẹ Amelie. Ok, còn chơi Amelie thì thực sự đây là vị tướng hơi tù một tí, bởi có một cái chiêu chiêu cuối tăng tí tốc chạy chiêu 2 thì nói chung thì nó cũng chỉ đá một đoạn ngắn thôi. Vì vậy kết hợp chiêu cuối, chiêu 2 rồi chiêu 1 khiến mình cũng khá là nhanh và cực kỳ khỏe. Anh em đầu game em bật chiêu cuối lên, anh em đá chiêu 2 vào đội hình team bạn, em cầy lát team bạn luôn. Khi mà các bạn đi lên, các bạn có thể xài tốc biến hoặc tốc hành để ám sát mục tiêu dễ hơn, để cầy team sướng hơn nha. Tất nhiên rồi, đây là vị tướng rất dễ chơi, thích hợp cho các bạn leo rank thấp, rank cao cũng cực kỳ khỏe luôn. Rank thấp, rank cao đều chơi rất chi là ok. Tất nhiên rồi, và dễ chơi, rẻ, khỏe. Và các bạn nhớ chơi Amelie nha. Nói chung thì cố gắng làm sao vòng sau đội hình team bạn mình đá sẽ dễ hơn. Gặp cái đội hình team bạn mà sốc đam khỏe choáng nhiều, mình cứ chạy thẳng, dù anh em có chiêu cuối là cũng không ổn đâu. Thành ra thì cứ vòng ra sau sợ là dễ anh em ơi. Rồi xong bạn chạy đi đâu mình đánh thường là đi rồi. Ok, lúc này đầu game anh em cố gắng ganh hỗ trợ team nhé, bởi mình quá khỏe đầu game mà. Những con tướng khỏe đầu game anh em phải ganh phải có lợi thế đầu game, chứ mọi người chơi tướng khỏe đầu game lại tiếp đầu game thì chắc chắn rồi sẽ bị team chửi không chừng nào luôn. Mỗi con tướng đều có cách chơi riêng và sức mạnh riêng ở những thời điểm khác nhau. Đầu game khỏe thì mình phải đi ganh, cuối game yếu thì mình cố gắng là đầu game khỏe và end game sớm, đừng để đến thời điểm cuối game. Đấy, thế là mình bây giờ cố gắng là ganh thật nhiều hỗ trợ team, và team bên kia thì đội hình cũng hơi dị một tí khi có cả Hen, có cả Son, không có tanker, hai con tướng pháp sư Vera và Quyền Vương, thêm con sát thủ phép đi rừng ấy, thì mình lên một đồ kháng phép thì bạn đi luôn. Và cố gắng ép win sớm nha, một đồ kháng phép ép win sớm, hoặc thậm chí mình không cần đồ kháng phép mình cũng có thể ép được. Anh em tin không? Bởi team mình có Yasuo, có Valentino, Valentino thì cũng không khỏe đầu game. Valentino khỏe khi mà có phân chân choi thôi cơ. Đấy, đang đợi late game thì team mình có Alice mà. Alice thì hoàn toàn khắc chế được Hen với Zhon rồi. Thành ra thì chỉ cần mình tỏa nắng một tí thôi là game sẽ rất là dễ. Hen thì thắng Valentino nhưng mà Hen gặp mình tắt điện. Đùa, đừng để Hen quá xanh nha. Xanh thì Hen sẽ là kèo đối trọng mình thời điểm đầu game đấy. Tất nhiên là team bạn phải có tanker, có người khống chế cho Hen bắn cơ, chứ nếu không là mình cày lát luôn. Sắp có chiêu cuối rồi, đợi tí. Ở đây anh em ơi. Team bạn khả năng rất cao là sẽ lên đây thủ đường. Nhưng hình như chạy đi đâu mất tiêu rồi. Chạy vòng, Hen chạy vòng rồi. Còn với bạn kia thì chắc đang tụ tập ở bùa xanh, ăn bùa xanh. Thế thôi, mình cũng về ăn bùa xanh đi. Mọi người yêu cầu Mobile chơi con tướng gì anh em nhớ comment bên dưới nha.
nhớ là những comment con tướng anh em yêu cầu bên dưới là định hướng làm video clip của MOBA trong clip tiếp theo đấy anh em ơi. Vòng quay sau thế này thì sắc giòn khóc rồi. Game quá dễ khi team bạn không có tanker cơ. Có mà chạy lên quận bạn ơi. Rồi. Việc còn lại thì để Valentino và Điêu Thiền lo nha. Đẩy tiếp anh em ơi, đẩy tiếp đi. Em win luôn. Team bạn thì chỉ sợ John full đồ thôi, nhưng mà không bao giờ có chuyện John full đồ được cho hết trận đấu này, bởi John không có tanker. Không ai bảo kê. Rất là khó cho John. Ok, có chiêu cuối rồi. Qua đây là mình đá bay đầu luôn. Chứ có kiểu mà phong cách mình xài ngọc sát thương chí mạng, build thánh kiếm, build thương xuyên phá, build một cái nanh. Trời ơi, bật chiêu cuối, xài chiêu 2, đánh thương một phát, bay đầu luôn. Đấy, cái chiêu cuối chiêu 2 game có thể không trúng được địch, nhưng mà đánh thương một phát, mấy ca chí mạng đâu, 6k chí mạng, 7k chí mạng. Chưa to khổng lồ với phong cách hên xui đó. Nhưng mà đó phong cách hên xui anh em chơi chuẩn, anh em cứ chơi thế này nha. Bây giờ lên thánh kiếm cũng không có muộn đâu. Chuẩn bị nha, ai yếu máu thì về hồi máu đi. Chúng ta sẽ đẩy đường giữa. Florentino người dậy múa đi bạn ơi. Múa vậy không có ổn đâu. Múa gì mà toàn để diêu với cả hên bất đạt thôi. Tập trung đường giữa anh em ơi, mình thả con xe xa ở đường đồng rồi, bây tập trung đường giữa đẩy đi. Để team bạn cao này, mình sẽ vòng vào sau mình đá phát bay màu hộp tuyển vương có giải. Rồi, nhưng mà diêu thì chắc chắn không có đường về rồi. Tập hợp anh em ơi. Bảo trận này team mình có con Alice, thế này rất là yên tâm thời điểm cuối game anh em ơi. Valid tôi chỉ sợ đầu game bị ép thua thôi, chứ đã để late game thì nó khỏe hơn bất kỳ một con tướng nào. Và khắc chế mấy con tướng kiểu AD chạy bộ nha. Từ từ, mình để lính sau đó thì mọi người mới chơi nha, chứ đừng có nhào vô sớm. Rồi, chiêu thức đã ổn, chỉ bị vòng ngay sau, trời ơi, vàng kiểu anh em ơi. Thế này thôi, đánh cao thủ đầu có mũ thế này để mình bón hành cho team bạn. Lát bét thôi. Chênh lệch quá nhiều. Không ghép được luôn trụ thì mọi người đừng để bị chết nha. Bởi chết thì team mình sẽ ép chậm hơn đấy. Mình phải đợi chờ team bạn ra thì mình mới đánh được cơ. Cơ này thì không thể gọi là chơi kiểu gọi là đẩy trụ, mà mình chơi kiểu là đợi chờ team bạn ra mình chơi thôi. Đẩy trụ đi, cứ để tiêu nó nha. Hãy làm cho xuôi, nhưng mà về đi xuôi. Thế mình cứ chơi lẻ thôi anh em ơi, thế này thì trận đấu sẽ bị chậm lại rồi. Cái này mình không thích đâu nha, và cũng sẽ khiến là team sẽ khó chơi đấy. Mọi người đừng đùa, John thu đồ là mình không đỡ đâu. Khi đó thì cái chiêu cuối của mình cũng bớt trâu rồi. Và team mình sẽ có thể bị lật thuyền trong mương. Nếu mà người cứ chết lẻ kiểu thế này anh em ơi, mặc dù đây hình team bạn khá là trôn, team mình rất là khỏe và đẹp hơn team bạn rất nhiều. Nhưng mà để thua thì anh em biết lỗi tại ai rồi đấy. Tự mình chứ anh em ơi, không gánh được team thì lỗi tại mình chứ đâu. Rồi ôi đau thế nhở. Lên kháng phép đi lo. Chắc chắn rồi. Lên đi bạn ơi. Đi bạn có 3 quan sát thủ phép nha. Đẩy lính đều sau đó thì đi chung với mình này. Thêm một con xe xa tiếp tục một cơ hội cho team mình. Chưa ăn được cái trụ bậc thềm nào anh em ơi. Chưa được một đường nào hay. Hai đấng solo. Đấng team mình win. Còn cánh trên, cái trụ thứ hai cánh trên nữa. Giật ngang em ơi, ngon rồi, bắt được Veda. Bắt thêm được quyền vương. Thêm luôn bạn giòn. Về trụ không được đâu nha. Ok, quá khỏe cho con bẻ Amelie.
Và có lẽ thì cũng đến kết thúc trận đấu thôi, bởi team bạn bị quét sạch mất tiêu rồi. Em sắp hồi sinh nhưng mình hên làm sao đỡ được 4 đứa nhỉ. Ok, và có lẽ thì video clip của MOBA chơi Amelie đến đây hết nha. Chào anh em và các bạn, yêu cầu MOBA cho con thứ gì nhớ comment bên dưới. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.